Câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con được một Phật tử gieo duyên cho con lên chùa này để cầu duyên, nhưng không hiểu vì sao được gặp thầy rồi sau đó con về nhà con chỉ nghĩ đến thầy và muốn lên chùa để gặp. Phải chăng hay là con lại tạo nghiệp rồi, đúng không thầy? Xin thầy bố thí cho con lời khuyên, con xin chân thành tri ân công đức thầy. Nếu mà Phật tử này mà 80 tuổi rồi á, mà lên chùa lần đầu tiên mà cầu duyên mà gặp thầy á, thì không sao, vô tư đi, đúng không? Nếu mà khoảng 3-40 tuổi, 2-3-40 tuổi mà lên chùa cầu duyên mà nhìn thấy thầy mà về không muốn cầu ai, chỉ nghĩ tới thầy thôi thì nguy hiểm. Thế chắc là thầy phải chuẩn bị làm một cái mặt nạ để đeo vào để cho cô này không nhìn thấy thầy nữa đấy. Thôi nói vui vậy thôi. Cái này thì nhớ tới thầy á, để mà tu thì không sao. Nhớ tới thầy để mà làm việc thiện thì rất tốt. Mà nhớ tới thầy mà lại nghĩ đến cái chuyện mà trái với luân thường đạo lý, trái với bổn phận của một người Phật tử tại gia đối với người thầy của mình nhé, thì như vậy mới là tạo nghiệp, như vậy mới là phạm tội. Ví dụ vừa qua có một cụ hơn 60 tuổi suốt ngày viết thư tình cho thầy rồi. Thế mới đau chứ nè. Bảo là khổ thế. Không biết là kiếp trước là mình có nợ vì cái gì mà suốt ngày viết thư tình cho nhà chùa. Làm khi không dám đọc, hôm nay thì thổ lộ với các cụ, không dám đọc. Hôm rồi là có một cụ nữa, có một trường hợp ở Hà Nội này. Nói là cụ chưa phải là cụ đâu, mới hơn 40 tuổi thôi. Cũng bảo là lên chùa để cầu duyên. Lên chùa để cầu duyên, nhưng mà xong rồi cô ấy nói rằng á, nếu mà gặp thầy từ hơn 20 năm trước thì không phải đi cầu ai nữa. Nguy hiểm quá. Xin thưa các vị, nếu mà gần hơn 20 năm trước mà gặp tôi á, mà tôi còn, tôi mà không xuất gia thì chắc bây giờ tôi đã gì thành một đống xương tàn rồi. Cho nên các quý vị có thích đi chăng nữa thì ra ngoài nghĩa địa để mà gặp. Cho nên may mà gặp Phật Pháp, cho nên thì được Đức Phật gia trì, Đức Phật cứu độ, thì tôi mới sống được, và cho nên tôi mới xuất gia được. Thọ mạng của tôi còn được ngày hôm nay đó là gì? Là nhờ vào Hồng Ân Tam Bảo, nhờ vào Đức Phật. Cho nên sau cái lần mà ốm thập tử nhất sinh mà chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau thì duyên đến với chúng tôi, và chúng tôi đã quyết định là cống hiến cái tất cả cuộc đời này của mình để phục vụ chúng sinh, để cúng dường Đức Phật. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để mà giáo hóa, đem giáo pháp của Đức Phật để mà giáo hóa quảng độ chúng sinh. Cho nên có gặp hơn 20 năm trước đi chăng nữa cũng không sao, vì chúng tôi thì Đức Phật ở trong trái tim của mình rồi. Giáo lý của Đức Phật chính là cái động lực cho mình sống và mình tồn tại ở thế gian này, chứ không có một cái gì khác, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên 2 năm vừa qua có một bà cụ già phải trên dưới 60 rồi, cứ bình quân mỗi một tháng là có một lá thư tình gửi tới. Thôi đấy cũng là cái duyên, gọi là cái nghiệp ái ở đời trước kiếp trước. Có thể mình tạo nên, có thể là mình gieo nghiệp ở vô thủy kiếp trước, cho nên đời này nó mới có cái duyên đó, cho nên không sao. Nhưng còn cái trường hợp mà Phật tử này đưa câu hỏi này mà lên chùa để cầu duyên, nhưng mà gặp thầy rồi về chả muốn cầu ai nữa, để chỉ nghĩ tới thầy thôi, thì nghĩ tới thầy á thì phải tu cho tốt, hướng thiện cho tốt, và phát nguyện
cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ. Và sau khi xả bỏ báo thân này, gặp nhau ở Tây Phương Tịnh Độ rồi thì là anh em, là huynh đệ một nhà. Thì như vậy thì muốn thấy lúc nào cũng thấy, muốn gặp lúc nào cũng gặp. Thậm chí là gì, về đó khoác vai nhau đi chơi dạo ở cảnh giới Tây Phương cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Vì thế giới đó thì không có các nữ thân, chỉ có toàn gì, thân trưởng phu của các bậc thượng thiện nhân thôi. Nếu mà là muốn làm nữ, muốn hiện thân nữ thì tất cả đều hiện thân nữ, trong một cảnh giới, trong một quốc độ, trong một gì, một phẩm, ví dụ hạ phẩm hạ sinh. Các vị ở thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn hiện là thân nữ thì tất cả cảnh giới đó đều là nữ thân hết, không có cái chuyện là để nam nữ sống chung với nhau, cho nên không có cái chuyện là tình cảm phát sinh ở thế giới đó. Vì vậy mà gì, cùng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hẹn nhau gặp ở thế giới đó, cùng làm bạn nữ, tức là bạn đạo đó, cùng là bạn đạo để sách tiến nhau tu tập, thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và cùng lễ ngài là một vị, là một bậc thầy khả kính của mình, hướng đạo cho mình, thì đấy mới là tốt. Còn ở thế giới này, hôm qua các vị nghe cái câu, cái đoạn bài khai thị không? Phải luôn nhớ là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ bốn đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đấy là câu kinh ở đâu? Tôi chép ra, tôi soạn ra, hội tập lại ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác của ngài An Thế Cao, một vị pháp sư đắc đạo nổi tiếng của Ấn Độ. Ngài ba lần tái sinh thì mới hoàn thành được cái bản nguyện đem giáo pháp của Đức Phật sang Trung Hoa để truyền đạo đó các quý vị. Ở thế kỷ thứ 2, cuối thứ 2 và đầu thứ 3 sau Công Nguyên, đó là ngài dịch cái bộ kinh đó, gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Và tôi rất tâm đắc với cái câu kinh mà pháp sư An Thế Cao dịch ra cách đây hơn 1.000, gần 2.000 năm trước. Cho nên trong cái bài khai thị, có một bài khai thị, trong 15 bài khai thị, có cái đoạn là thường nhớ thế gian vô thường. Phải nhớ thế gian vô thường. Thế nào là nhớ thế gian vô thường? Đức Phật nói vạn sự vạn vật ở thế gian này có hình, có tướng, tất sẽ có gì? Tất sẽ có hoại. Con người á, và những loài động vật á, thì có gì? Có sinh, già, bệnh và chết. Chúng sinh vô tình, các loại vô tình như là đất đá, cây cối, thì có gì? Có thành, trụ, hoại và không. Đó gọi là vô thường. Đức Phật nói tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian hữu hình thì đều gì? Đều vô thường, không có gì là bền vững cả. Vậy các vị yêu cái gì? Yêu cái gì? Yêu cái tấm thân nữa. Yêu cái tấm thân, hãy xin lại chính tấm thân của mình. 18 đôi mươi, tóc đen như mun, môi đỏ như son, má lúc nào cũng ửng hồng. Nhưng khoảng độ 10 năm sau, tức là sang tuổi 30 rồi, thỉnh thoảng trên đầu mình nhìn kỹ đi, có một vài gì, vài đốm trắng ở trên đó đấy. Cái môi gì nó không đỏ nữa, mà cái má nó không hồng nữa, và nó lại bắt đầu nó tóp vào. Hoặc là có người thì gì, nó béo thì nó phình ra, nó u ệ ra, ục ịch đi. Còn đáng yêu nữa không? Giảm cái sự đáng yêu về thân thể so với 10 năm trước rồi. Chưa hết, chưa dừng ở đó. Phật nói chưa dừng ở đó. 10, 20 năm sau, bước sang tuổi 50, các vị xem còn không muốn xoay gương nữa. Trước đây mỗi một ngày phải gì? Phải xoay gương trải chuốt đến mấy lần. Bây giờ mà xoay gương thì tại sao? Mình xấu quá cho nên không dám xoay gương nữa. Hết chưa? Chưa hết. 2, 30 năm nữa, 70 tuổi, 80 tuổi, ngài Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn cảnh sách nói là gì? Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da thì nhăn, lưng thì gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần nữa thì mờ mịt, ăn rồi thì nói là chưa ăn, vân vân. Có cái gì đâu. Và hết chưa? Phật nói là chưa hết. Rồi đến khi nằm bệnh rên khừ khừ ở trên giường, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, yêu đi. Lúc đó yêu à? Muốn yêu đi vào mà yêu đi, đúng không? Lúc đó muốn yêu, muốn thơm mà muốn vào mà thơm thì thơm đi. Đó.
chạy mất dép luôn này. Lúc đấy thì coi như là, coi như là kẻ thù, coi như là gì, oán thân, mà phải gì, mà phải gần gũi để hầu hạ. Ví dụ như ngày xưa thì còn trẻ thì vợ chồng mới cưới và yêu nhau say đắm tha thiết, nhưng khi mà ông hoặc bà mà khoảng 70-80 tuổi mà ông ốm hoặc bà ốm lâu ngày mà không ấy, thì chỉ mong là gì, không nói ra miệng nhưng trong thâm tâm chỉ mong làm sao đó cho gì bà sớm đi về với Phật, hoặc là về với tổ tiên, hoặc là ông sớm về với Phật, về với tổ tiên đi, cho vì cho vợ và con, hoặc cho chồng và con để đỡ khổ. Chúng ta thấy không? Đấy, có đấy, có người đến đây nói với tôi là gì, thầy ơi, ông chồng của con nó ốm liệt giường liệt chiếu mấy năm nay, thầy cầu làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Thì tôi bảo tại sao không cầu cho ông ấy khỏe mà cầu cho ông ra đi nhẹ nhàng? Bảo thầy ơi, ông liệt giường liệt chiếu bây giờ khỏe làm sao được nữa? Tôi chỉ mong làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng, như trong kinh Địa Tạng nói là gì, trường hợp nặng nghiệp, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Cho nên bây giờ thôi thầy cứ hồi hướng làm sao cho ông đi một cách nhẹ nhàng, không bị đọa ba đường ác là được. Thế bảo chắc chưa, nghĩ kỹ chưa? Bảo con nghĩ kỹ rồi, thuốc thang bao nhiêu năm nay đi các bệnh viện đã cầu cúng chữa bái hết rồi, thuốc thang cầu cúng không còn thiếu đâu nữa. Thế đó là được rồi, vậy thì về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho ông. Mệnh mà còn á, thì ông sẽ gì, khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết á, thì ông ra đi nhẹ nhàng. Đó. Thế là về nghe theo chúng tôi. Thế là nhất tâm tụng kinh, cái trường hợp này ở dưới Hà Nội. Là vừa qua, không biết hôm nay có trong đây bà cụ, cũng béo béo, người to béo. Ông cụ hơn 80 tuổi rồi. Ốm rất nặng, bị bệnh huyết áp cao rồi, tiểu đường rồi, tim mạch vân vân, đủ các thứ bệnh. Mà bà cụ ấy thì hầu ông thì không thể bê được, không thể nào mà nhấc ông lên được, vì ông thì gần 80 cân cơ. Cho nên bà cụ cũng năm nay thì hơn 70, ít tuổi hơn ông cụ, ít hơn khá nhiều. Thế xong rồi thì tôi bảo về tụng, tụng thì ông ấy đi viện, cho đi viện. Và xong rồi mấy hôm sau thì bà cụ ấy tụng được 7 ngày sau, cúng dường và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho ông ấy. Trước đây đi chùa, khi ông còn khỏe đi chùa là phải trốn, ông không có tin Phật, mà về đọc kinh là không có được đọc, về phải giấu đi. Thế nhưng mà khi ông ốm như vậy, hồi hướng cho ông thì ông ấy thở oxy ở trong bệnh viện, thì bà cụ tụng kinh được 7 ngày đang hồi hướng thì tự nhiên ông cứ khỏe dần ra. Thế là hơn tuần sau, thế là ông xuất viện, ông về. Thế là hỏi bà ơi, bà cho tôi uống cái thuốc gì, đi viện cho tôi uống thuốc gì mà tôi lại khỏe ra, tôi lại đi được. Thế bà vợ mới nói rằng tôi bệnh viện thì họ vẫn cứ tiêm truyền thuốc như những lần trước ông đi viện thôi, nhưng mà lần này có cái khác là gì, thôi tôi xin lỗi ông là khi ông nằm viện như vậy tôi không còn chỗ nào bấu víu, tôi đi lên chùa Khai Nguyên, tôi gặp thầy Thịnh và thầy khuyên tôi tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông. Và mệnh mà còn thì ông khỏe mạnh trở lại, mệnh hết thì ông ra đi nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi ông để tôi làm cái điều đó mà không hỏi ông, vì lúc đó ông nằm ở trong bệnh viện thở oxy không làm gì được nữa. Thế ông ấy bảo, ông ấy nghĩ thế nào, ông lại bảo ô, thế này đi chùa mà chỉ có chùa thầy cho cái bùa gì không, hay cho cái nước gì không, cho bùa gì không, cho phép gì không? Bảo không, thầy chỉ cho mỗi quyển kinh Địa Tạng và về tôi tụng thôi. Thế là bắt đầu ông ấy tin Phật từ đó. Và xong mấy hôm sau bắt đầu ông bảo á, bà cụ lên cúng dường thêm cho mỗi người một pho tượng. Trước là cúng một pho cho ông thôi, nhưng mà thấy mầu nhiệm của ông cúng mỗi người pho tượng đâu, cả con cả cháu phải đến hơn chục pho tượng. Hơn chục pho tượng. Xong rồi bắt đầu cụ mới kể, cụ bảo thế là ông bắt đầu đòi đi theo. Tự nhiên ông đòi thôi, thế thì bà cho tôi lên cái chùa Khai Nguyên để tôi lễ, tôi xem thầy thế nào. Thế bà cụ bảo thôi, nhưng mà sức khỏe của ông ấy thì chưa ổn, huyết áp cao, như vậy ông đi đường xa sợ mệt thì ông cứ ở nhà, tôi lên là được rồi. Tôi lên tôi bạch với thầy hồi hướng cho ông. Đó, chúng ta thấy đấy là cái già, cái bệnh. Có những trường hợp chúng ta lo cho nhau được thì đến phút chót mà chúng ta lo cho nhau được thì Phật Pháp thì nhiệm màu lắm. Thì cũng có trường hợp mà vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn để sống thêm với vợ với con như trường hợp kia. Đấy, tôi đang nói là thế gian vô thường. Cái già, cái bệnh nó luôn luôn như vậy. Đã hết chưa? Phật nói chưa hết. Đến khi chết. Chết đã hết chưa? Chưa hết. Quý vị biết là vừa qua có một Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về rất nhiều lần và xin gặp tôi. Và khi gặp được tôi, Phật tử khóc. Và Phật tử nói rằng á, may cuộc đời của con á,
Có hai lần con thấy là may mắn nhất, đó là con lấy được một người chồng yêu thương con. Và con đã sinh cho người chồng con mấy đứa con. Và người chồng của con cho đến bây giờ vẫn yêu thương con. Và đấy là cái điều may mắn thứ nhất cuộc đời của con gặp. Một cái điều may mắn thứ hai mà có thể con nghĩ rằng điều may mắn này sẽ không còn một điều may mắn nào tốt đẹp hơn nó nữa. Đó là gì? Vừa qua vào cái ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng, con đi vào trên mạng để con tùy con sớt xong rồi á, con tự nhiên là con thấy là gì? Là cái ngày lễ vía Địa Tạng, và con vào con xem. Con xem và con nghe thấy thầy giảng về cái ngày ý nghĩa của ngày lễ vía Địa Tạng, vía Bồ Tát Địa Tạng. Và con mới gì? Con mới giật mình, con mới thấy ô, tại sao trước đây các thầy ở bên này là cứ giảng cho mình là gì? Kinh Địa Tạng là chỉ để dành cho bao giờ gia đình có gì, có người chết, có cầu siêu thì mới dùng. Mà vì như vậy cho nên là thậm chí Phật tử nói là bạch thầy, ở bên này chúng con á còn không dám đến lễ ở ban thờ Địa Tạng. Chúng con nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng chứ còn vái vái từ xa không dám đến gần, vì á mọi người nói là ở đó nhiều vong lắm, đến là sợ các vong là dễ đi vào đi theo mình và về nhà mình, cho nên là mình gặp tai họa. Nhưng mà khi nghe được thầy giảng hết một cái đĩa về cái ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng đó, và con thấy thích quá, con về con nghe được đúng đến 6 bài giảng đầu tiên của thầy ở trong 102 bài giảng, và con gọi điện ngay về cho phòng thông tin, con xin gặp thầy. Nhưng mà nhiều lần con gọi mà chưa gặp, nay thì con gọi mới gặp thầy. Và Phật tử khóc tu ra bảo cuộc đời con đây là sự may mắn và đến hạnh phúc thứ hai, mà con nghĩ rằng đây là hạnh phúc lớn hơn tất cả những hạnh phúc mà con đã từng gặp từ trước đến nay. Đó là được nghe. Và khi Phật tử gọi điện cho tôi thì Phật tử nghe đến tập 36-37 rồi, và phát nguyện là con sẽ nhoan nhắp và con sẽ ấn gửi từ bên này về cúng dường, phát nguyện cúng dường 5.000 quyển kinh Địa Tạng để cho thầy phát cho các Phật tử ở Việt Nam cho họ cùng được đọc. Con thì chưa ở bên này chưa được đọc kinh của thầy, nhưng mà con nghe thầy giảng và từ đó đến giờ con bắt đầu đọc kinh Địa Tạng rồi. Và quả thật từ khi đọc kinh Địa Tạng mới có khoảng một tháng nay mà con thấy an vui và hạnh phúc. Gia đình nhà con mọi chuyện thấy giải quyết một cách ổn thỏa, êm đềm và tốt đẹp. Đó. Chúng ta thấy người có duyên thì cho dù ở xa ngàn km vẫn có thể kết nối được với nhau. Người không có duyên thì gần ngay trước mắt vẫn coi như là gì? Là không gặp. Đó. Mà muốn gặp chúng tôi thì nên gặp bằng gì? Gặp bằng gì? Bằng pháp. Chứ đừng gặp bằng một cái gì đó nó thế tục. Thế tục thì xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi nhiều lắm rồi. Ngày xưa tuổi còn trẻ đi học, thậm chí xin lỗi các quý vị, đi học Phật giáo rồi mà còn gì, còn có rất nhiều cô là gì đến tỏ tình, và thậm chí họ nghĩ rằng gì, chúng tôi đi tu là do thất tình lục dục, do ở nhà không lấy được vợ mà đi tu, cho nên nhiều cô đến nó trêu, nó bảo rằng, thậm chí ngay Sơn Đông khi tôi mới về nhận chùa này năm 2003 có 5-7 cô trong cùng một tốp với nhau còn thách nhau là gì, cái ông sư chùa Khai Nguyên ông trẻ lắm, đẹp trai lắm, và bảo rằng là thách nhau là đố đứa nào sang cưa đổ được ông ấy. Đó. Và bảo rằng á, đố nhau là gì? Đứa nào cưa đổ được ông ấy khi cưới là gì? Sẽ được tặng một cái mừng, một cái xe. Ngày đấy gọi là cái xe 2003, nó gọi cái xe gì mà nữ hay đi mà nó yêu chuộng ngày đấy, nó không phải Vespa, nó kiểu nó như thế, gọi là cái gì nhỉ? Cái xe nó rất đẹp, ngày xưa từ năm 2003 là cái xe đấy mới ra, nó chuộng lắm, ngày đó là nó khoảng hơn 50 triệu, gần 60 triệu. Và cái hội nó chơi với nhau, nó cá cược là gì? Ai mà cưa đổ được ông sư ở chùa Khai Nguyên, đến khi cưới nó sẽ tặng một cái xe đấy. Và cũng có mấy trường hợp nó sang nó cưa mình thật. May mà mình không đổ. Tôi mà đổ các vị bây giờ làm sao mà nhìn thấy tôi ở đây. Đó. Cưa nó thì là sắt. Mà cái ý chí của mình thì là ý chí kim cương. Sắt thì làm sao mà cắt được kim cương các quý vị? Yên tâm đi, đúng không? Đó, cho nên cái trường hợp này, câu hỏi thứ nhất này bảo là Phật tử bảo là có. Cái vị này lên cầu duyên thôi, về cứ cầu duyên đi. Thầy thì như một cái tòa thành, như một cái viên kim cương rồi, không dùng cưa sắt để cưa được đâu. Muốn cưa thì sau này cùng hẹn nhau về Tây Phương để làm bạn đạo với nhau thôi. Có nhớ để mà tu thì được.
Còn nhớ cái chuyện linh tinh thì phải bỏ ngay ý định đó, không có tội lỗi thật đấy. Đọa trong địa ngục đấy không phải đơn giản. Đó. Qua bài giảng hôm nay cũng nhắn luôn cái cụ già hơn 60 chuyên viết thư tình kia nữa. Từ giờ đừng có viết thư tình nữa. Thầy có đọc đâu. Thầy không đọc một tí nào cả. Hôm nay mới nói thật là thầy không đọc một tí nào. Thầy đọc cái mỗi cái lần đầu tiên cho thầy lướt lướt qua vài chữ xong rồi thầy đem vào thì thầy dâng cho ông vua gì? Ông vua bếp của nhà chùa ông đọc. À, hôm nay nói cũng đừng có buồn. Về đừng có tự tử mày nguy hiểm đấy. Nhá. Về đừng có thất tình tự tử là chết vì có tình đâu. Cái tình của thầy là dành cho tất cả chúng sinh. Dành cho tất cả mọi người. Nếu thầy mà có cái mối tình riêng thì xin thưa các vị thầy làm sao ngồi ở đây được. Phải hiểu rõ cái điều đó. Đừng nghĩ gợi một cái gì xa. Hay như là hôm rồi có một cô Phật tử đến cầu duyên. Hôm nay là người khác, hôm trước một người nữa. Đến cầu duyên bảo là nếu mà gặp được thầy khoảng 20 năm trước thì không phải đi cầu ở đâu nữa. Thế đừng có nghĩ sai lầm như thế. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.